Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021, chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau. Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Kỳ vọng vào Đại hội 13 của Đảng từ sức bật và thành công của Đại hội các cấp. Chủ động ngăn chặn hàng lậu, hàng giả vào tỉnh Thái Bình dịp cận Tết Nguyên đán. Đó là các tin chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Dân vận tỉnh ủy Thái Bình tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Năm 2020, hệ thống dân vận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động đổi mới kịp thời, triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, tham mưu ban hành chỉ thị lãnh đạo, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Công tác dân vận của chính quyền được đẩy mạnh, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận và Ủy ban Nhân dân các cấp được triển khai thực hiện hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội phát huy tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác dân vận đạt được thời gian qua, nhất là đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2020. Công tác dân vận của hệ thống chính trị của chúng ta thì đã bám sát vào cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đặc biệt là trong cái việc thực hiện mục tiêu kép để chúng ta vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Thế rồi cái giám sát phản biện thì được chuyển biến rất là tích cực. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng trong xã hội. Rất nhiều mô hình điển hình tiên tiến và bằng chứng hôm nay được Ban Dân vận khen nên là cái rất là rõ. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như việc nắm bắt tình hình ở cơ sở nhiều nơi chưa tốt, vẫn còn tình trạng người dân tụ tập khiếu kiện kéo dài do chưa được giải quyết triệt để, công tác vận động quần chúng, dân vận chính quyền nhiều nơi còn hạn chế, nhiều phong trào thi đua hiệu quả, chất lượng không cao, chưa tạo được sức lan tỏa. Bên cạnh nhiều những nguyên nhân khách quan, nhưng mà phải nói là cái nguyên nhân chủ quan của chúng ta để chỉ ra. Thứ nhất là nhận thức ở một số cấp ủy chính quyền về công tác dân vận là cũng chưa đầy đủ, còn khoán trắng phó mặc cho những người làm công tác dân vận. Thế rồi công tác kiểm tra đôn đốc thì chưa quyết liệt. Cái thứ hai nữa, nguyên nhân nữa là cái việc nắm chủ trương thì chưa sâu, việc tham mưu còn thụ động, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chúng ta thấy còn yếu. Thế rồi cái nguyên nhân nữa là cái bệnh hành chính chúng ta vẫn còn. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành đề nghị hệ thống dân vận các cấp tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, nhất là các nội dung nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong triển khai thực hiện. Đồng thời cần phải phát huy hiệu quả hơn nữa mô hình dân vận khéo ở cơ sở. Nhất là phải chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu. Bây giờ cái chủ trương như thế rồi thì bây giờ cái việc tham mưu của Ban Dân vận tỉnh và huyện như thế nào thì chúng ta phải cụ thể. Xem là các cái nghị quyết đã ban hành ra rồi thì chúng ta sơ tổng kết và tiếp tục tham mưu và chỉ đạo những cái mới để cho nó nhanh chóng triển khai đi vào cuộc sống. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải đẩy mạnh cái phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn và phải có cái sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa. Nhân dịp này, Ban Dân vận tỉnh ủy đã biểu dương khen thưởng 19 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020, 13 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe báo cáo giải quyết đề nghị điều chỉnh đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh,
đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tham gia của các sở ngành địa phương về việc điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng xưởng may xuất khẩu tại xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ của công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đạt Vinh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu doanh nghiệp này phải khắc phục tất cả các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án đã được các sở ngành chỉ ra, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với ngành chức năng có liên quan và huyện Quỳnh Phụ tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá lại tình hình cụ thể để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương điều chỉnh đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Đại Long tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Long. Đối với dự án đầu tư xây dựng phòng giao dịch Quang Trung tại tổ 9 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, đồng chí thống nhất chủ trương điều chỉnh đầu tư theo đề nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Nhưng trước khi cấp phép thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải bố trí bãi đỗ xe phù hợp, tránh gây ùn tắc giao thông trong quá trình hoạt động. Tiếp đó vào chiều nay, dự hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chỉ đạo cần tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, chủ động trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên để tạo đà cho phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục bám sát mục tiêu tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, rà soát đánh giá tình hình khai thác tài nguyên nói chung và khai thác cát nói riêng, tăng cường công tác quản lý về đất đai, xử lý nghiêm khi có sai phạm. Còn với ngành thì có giải pháp biện pháp làm sao để chúng ta phải khắc phục được cái tình trạng khi vi phạm pháp luật về đất đai mà hành vi cụ thể như vừa rồi tôi nói là tự ý chuyển mục đích hoặc là lấn chiếm đất đai. Và tôi cũng yêu cầu là đối để khắc phục cái hạn chế tồn tại này thì đối với cán bộ ngành tài nguyên môi trường, đặc biệt ở cơ sở cấp xã và cũng đã phân cấp với chủ tịch ủy ban nhân cấp xã phường cũng phải chịu nhiệm không, thì chúng ta qua thanh tra phát hiện chúng ta cũng phải xử lý trách nhiệm của cán bộ công chức của tài nguyên môi trường. Đồng chí nhấn mạnh ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới công tác quản lý giám sát, giải quyết tình trạng rác thải, nước thải, xử lý nghiêm những vi phạm về ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình dự lễ khai trương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank chi nhánh Thái Bình tại phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á là một trong những nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Gần 30 năm xây dựng và phát triển, SeaBank có tổng vốn điều lệ trên 12.080 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 180 chi nhánh và điểm giao dịch. Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất tại Việt Nam, SeaBank không ngừng phát triển và mở rộng cả về quy mô hoạt động lẫn cung cấp đầy đủ, đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Sự ra đời của SeaBank chi nhánh Thái Bình sẽ góp phần cùng ngành ngân hàng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Năm 2020, huyện Đông Hưng có hai sản phẩm bánh cáy và cây phát lộc được phân hạng OCOP 4 sao. Đây đều là các sản phẩm có rất nhiều tiềm năng trong kết nối cộng đồng và hướng tới xuất khẩu. Điều cần làm hiện tại là phải làm sao nâng cao được chất lượng thương hiệu của sản phẩm. Thương hiệu bánh cáy Thái Bình được xưởng sản xuất này xây dựng và phát triển suốt 20 năm qua. Dù đã đầu tư máy móc và xuất bán sản phẩm đi đến tất cả các thị trường trong nước, nhưng khi được trở thành sản phẩm OCOP, cơ sở này mới thấy rõ sự khác biệt trong sản xuất kinh doanh. Nhưng mà khi mà đạt sản phẩm OCOP thì chúng tôi sẽ đầu tư máy móc sẽ tốt hơn, dây chuyền, rồi về con người, vệ sinh an toàn, rồi tất cả hệ thống nhà xưởng thì chúng tôi nâng cấp lên. Khi được phân hạng 4 sao OCOP và có tiềm năng lên 5 sao, các chủ thể được hưởng rất nhiều lợi thế từ việc thu hút đầu tư đến việc tạo điều kiện xúc tiến thương hiệu đến các thị trường lớn.
Và để có được điều đó, các chủ thể cần có định hướng lâu dài, nhất là nâng cao năng lực sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Để đáp ứng được nhu cầu thị trường với những sản phẩm đặc trưng thì các chủ thể nên quan tâm về cái thứ nhất là cái mặt bằng sản xuất, về cái quản trị, cái năng lực quản trị của doanh nghiệp. Ví dụ như ở cái bánh gáy Thái Bình đang là hộ gia đình thì tới đây phải lên nâng cấp thành công ty hoặc hợp tác xã. Theo tôi thì hợp tác xã thì rất là tốt. Trong năm 2021, huyện Đông Hưng sẽ tích cực hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng thương hiệu OCOP, đồng thời sẽ không giới hạn các sản phẩm tham gia OCOP, đặc biệt các sản phẩm mang tính kết nối cộng đồng cao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Thái Bình, trong đó đặc biệt là thành công từ Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Thành công đó thể hiện sự đoàn kết, dân chủ tại đại hội và phát huy được trí tuệ của tập thể trong đề ra các phương hướng nhiệm vụ, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là tiền đề và là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình cùng với cả nước hướng đến Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Năm 2020, tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19. Tuy bức tranh của năm cũ ảm đạm là thế, nhưng lại có những điểm sáng với dấu ấn từ thành công Đại hội Đảng các cấp. Ông Hoàng Văn Tiến, thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư cho rằng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao. Bởi đại hội đã phát huy được tối đa các nội dung chủ chốt và cốt lõi nhất của Đảng, đó là tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ của tập thể. Báo cáo chính trị thì tôi thấy rằng lần này là nó có khác ở cái chỗ là nó đúng lên được cái khát vọng của dân, nêu lên được những nét mới và đột phá, những khâu đột phá để tạo ra làm sao cho cái kinh tế phát của địa phương nó phát triển nhanh hơn. Trong phát biểu mới đây tại hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng báo cáo chính trị đã được các cấp ủy chú trọng, đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng." Ông Phạm Văn Hạch, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư rất tâm đắc với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi đây chính là những yếu tố cốt lõi nhất cho thành công đại hội và cũng là tiền đề và sức bật trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Thế trong quá trình diễn ra đại hội 20 năm vừa qua của Đảng bộ xã Dũng Nghĩa chúng tôi thì nói chung rất là tốt và thành công tốt đẹp. Và trong khi đó được tất cả đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã nói chung và tất cả coi như là không có một cái gì đều đồng tình ủng hộ. Thế trong văn kiện thì cũng xây dựng rõ, bám sát về chỉ tiêu, nhiệm vụ mục đích về xây dựng từ năm 2020-2025 đã đề ra và thông qua cũng là được tất cả các cấp từ coi là chi bộ đến chính quyền và nhân dân đông đảo tham gia hưởng ứng. Từ thực tiễn có thể thấy, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề rất quan trọng cho Đại hội Đảng toàn quốc. Bởi Đại hội Đảng bộ các cấp khi được tổ chức một cách đoàn kết, dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể thì mới đề ra được các giải pháp đột phá sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội và lựa chọn những người lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội. Và quan trọng hơn cả là từ thành công Đại hội Đảng các cấp đã thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước gửi tới Đại hội toàn quốc, qua đó góp phần vào thành công của đại hội, tạo sức bật, tiền đề mới cho sự phát triển của Đảng, của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2021 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo dự thảo kế hoạch lễ hội Đền Trần 2021 được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021
tức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh về tham quan tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình 21 tháng 3 năm 2021 là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Thái Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý phải cân nhắc tổ chức lễ hội phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Quy mô có thể cấp tỉnh nhưng phải lược giản một số nội dung đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có tính giáo dục cao. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định. Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban giữa hai bộ về thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, lực lượng quân đội, công an đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và Đại hội Đảng các cấp. Tại tỉnh Thái Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực phản động. Tổ chức lực lượng tham gia các tổ chốt chặn, tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận hơn 86 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 1,85 triệu ca tử vong. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, nhiều quốc gia buộc phải gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại châu Âu, chính phủ Đức và chính quyền 16 bang đã nhất trí gia hạn lệnh phong tỏa đến cuối tháng 1 này. Tương tự, chính phủ Áo cũng quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 24 tháng 1. Theo đó, các nhà hàng và cửa hàng bán đồ không thiết yếu tiếp tục phải đóng cửa. Tại châu Á, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã công bố quy định kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên thành 21 ngày đối với những người nhập cảnh từ nước ngoài, trái ngược với một số nước trong khu vực. Campuchia bắt đầu thực hiện nới lỏng biện pháp phong tỏa đã được áp dụng trong 6 tuần sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 11 năm ngoái. Với ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm. Trong tờ trình, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh với khả năng lây truyền tăng hơn 70% so với các chủng trước đây. Hiện nay đã có hơn 40 quốc gia đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cùng các quốc gia có ghi nhận biến thể mới, ngăn chặn biến thể mới lây lan. Thưa quý vị, cầu Nghìn là một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của tỉnh Thái Bình. Từ đây dễ dàng kết nối với các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Yếu tố giao thông, giao thương thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn các hành vi vi phạm pháp luật như vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Vì vậy, công tác quản lý địa bàn ở cửa ngõ này càng phải được siết chặt hơn. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò chốt chặn quan trọng. Nhận định từ nay đến cuối năm, tội phạm trên các tuyến đường bộ sẽ diễn biến phức tạp và gia tăng. Vì lợi nhuận, các đối tượng xấu sẽ không từ thủ đoạn nào để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, hàng giả, hàng lậu, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua hoặc vào địa bàn tỉnh Thái Bình. Xác định đấu tranh trấn áp các loại tội phạm này là góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Một mặt, cán bộ chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông Cầu Nghìn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Bình tăng cường công tác điều tra cơ bản, lựa chọn bố trí những cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến. Một mặt, phối hợp với các địa phương, các ngành thiết lập đường dây thông tin, hộp thư tố giác tội phạm để kịp thời xử lý tình huống. Kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát là nhắc nhở các lái phụ xe nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, đặc biệt là tội phạm buôn bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình lại tiếp tục tái diễn ở nhiều địa phương của huyện Tiền Hải.
là một trong những địa phương thực hiện khá nghiêm túc chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải tỏa chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè lòng lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ra quân thực hiện chỉ thị thì tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để hàng hóa, làm nơi kinh doanh buôn bán lại tiếp tục tái diễn ở một số địa phương của huyện Tiền Hải, đặc biệt là tại các xã Nam Thắng, Nam Trung, Nam Thanh, Đông Lâm, Đông Cơ, Phương Công, Vân Trường. Nhiều khu vực thị tứ, ngã ba, ngã tư, các điểm họp chợ và khu vực trung tâm xã, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra. Điều đó cho thấy sự vào cuộc ở các địa phương nói trên chưa thực sự tích cực và chưa nghiêm túc, và nếu tình trạng này không được chấn chỉnh, xử lý kịp thời thì sẽ tiếp tục tái diễn với quy mô lớn và phức tạp hơn trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tiếp sức đến trường.